Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn có dự án đường quy hoạch đi qua chủ động thống kê, rà soát, xây dựng phương án xử lý các trường hợp nhà đất siêu mỏng, siêu méo, kiên quyết thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hợp thửa, hợp khối sau 30 ngày không thực hiện được. Đối với 63 trường hợp phát sinh mới trên địa bàn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai, cần khẩn trương xử lý dứt điểm, thực hiện thu hồi sau khi hết thời gian hợp thửa hợp khối 30 ngày. Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh các trường hợp công trình siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường. Các địa phương phải chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đội quản lý trật tự xây dựng và các đơn vị phòng ban chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, xử lý kiên quyết vi phạm, xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng mà không được xử lý theo chỉ thị số 20 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.